Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em có một chiếc xe rất là đặc biệt của dòng xe bán tải gửi đến anh chị và các bạn. Với mẫu xe bán tải này thì nó được trang bị biển xe con anh chị ạ. Chỉ có những cái đời năm 2019, sau đó khoảng 1-2 đời gì đấy thì là vẫn là biển xe con. Còn hiện tại bây giờ với dòng xe Raptor này thì nó là biển xe bán tải anh chị nhé. Với biển xe con thì nó sẽ không có liên hạn. Chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn đây là chiếc Ford Ranger Raptor, sản xuất là năm 2019, có ngoại thất là màu xám, được bác chủ là độ chiếc xe từ những cái phần như là hệ thống ống thở này, rồi hệ thống kéo thùng sau, rồi là những cái chi tiết thanh giá lóc, tất cả các chi tiết của chiếc xe nhằm cho chiếc xe trông nó hầm hố hơn và nhìn trông nó khỏe khoắn hơn. Chiếc xe này đang có mặt tại cửa hàng ô tô Chất, địa chỉ đơn vị là 91 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu trải nghiệm thực tế về chiếc xe thì em mời anh chị và các bạn hãy qua trực tiếp cửa hàng. Đây là những đường nét chi tiết về hệ thống mâm lốp của chiếc xe, anh chị có thể tham quan này. Đấy, vừa là những cái phần bậc lên xuống sơn si, hệ thống cam 360 cũng được trang bị đầy đủ anh chị ạ. Đấy, những đường nét tổng quát sơ qua về ngoại thất của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể tham quan và khám phá cùng em này. Gồm một cái không gian phía sau thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như cái chỗ kéo này. Đấy, móc kéo, rồi là những cái phần hệ thống cam lùi, hệ thống mở cốp. Anh chị và các bạn có thể mở ra một cái không gian để mình có chứa đồ rất là rộng rãi. Bác chủ thì bác ấy cũng rất là tỉ mỉ, bác ấy trang bị cho chiếc xe thêm cái ti thủy lực này, giúp cho quá trình lâng đóng mở của chiếc xe nó sẽ dễ dàng hơn. Cái phần trên này nó là phần kéo anh chị nhé. Đấy, phần thùng cốp của chiếc xe, các chi tiết bác ấy cẩn thận cho thêm cả cái tấm kim loại lên để đảm bảo cho cái phần cốp nó luôn được giữ được độ sạch cũng như là bảo vệ. Hệ thống bóng đèn hậu của chiếc xe với những cái chi tiết của chiếc xe thiết kế vuông vức nhằm giúp cho chiếc xe nhìn trông nó khỏe hơn. Đấy, hầm hố hơn, anh chị và các bạn có thể thấy qua. Những phần sơn si, mép nối, mép cản. Chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục. Xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Đây là những đường nét về hệ thống chỉ, hay đây là những cái phần tôn gập anh chị nhé, không phải đường chỉ đâu ạ. Chỉ thì nó chỉ có một đoạn ngắn như này thôi, một đoạn ngắn chỉ ở dưới gầm này. Đấy, những điểm để anh chị bạn có thể tham quan và đánh giá về chất lượng của chiếc xe. Với những phần táp ly hay những phím bấm chức năng này, đây là những cái thông số về kính của chiếc xe anh chị ạ. Hệ thống ốc bản lề, tất cả các chi tiết để mình đánh giá cái độ nguyên bản cùng em. Với ghế ngồi của chiếc xe thì nó trang bị ghế da màu đen kết hợp với những cái phần da lộn và một số họa tiết về cái viền. Đấy, những cái chi tiết để tạo lên cái điểm nhấn cho chiếc xe. Với không gian hàng ghế thứ hai thì nó thoải mái cho 3 người ngồi. Một cái không gian ngồi cũng vừa đủ thôi. Với những cái phần như là tôn vỏ của chiếc xe thì nó rất là chắc chắn. Với dòng xe của Ford thì là một cái dòng xe theo tiêu chuẩn của Mỹ rồi. Đây là những cái phần như là hệ thống CD kính này, hay là kính được dán kính V-cool rồi. Đây là bên trong thì nó sẽ có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng cho anh chị và các bạn như là lên xuống kính, chỉnh gương. Nó sẽ nằm ở trong này anh chị này. Đây là những phần chỉnh gương này, gập gương nó đây. Với đây này nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống chỉnh đèn. Đấy, các chi tiết về hệ thống bệ bước này, rồi là hệ thống đây là những cái phần ghế chỉnh điện của chiếc xe được trang bị đầy đủ. Những cái tiện ích option của chiếc xe nó mang lại cho anh chị và các bạn rất là nhiều. Các phần hệ thống bệ tì tay này, hệ thống gài cầu này, rồi là các phần cần số, điều hòa tự động, màn hình giải trí và vô lăng có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có lấy chuyển số thể thao, rồi là những cái phần hệ thống phía sau, hệ thống chỉnh đèn cũng như gạt mưa. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn đi tham quan chi tiết cụ thể hơn nữa về không gian khoang máy của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham khảo. Các chi tiết bác chủ thì cũng nâng cấp rất nhiều đồ chơi. Để trải nghiệm đầy đủ thì em mời anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng. Và bây giờ ta sẽ cùng đi tham quan về không gian khoang máy. Với cái khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng máy 2.0 biturbo, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe nó cũng khá là tuyệt vời. Đây là những cái đường led về hệ thống ốc bản lề và những cái phần thanh răng. Xe thì chưa dọn dẹp gì cả, tất cả hiện trạng của chiếc xe đều là nguyên bản như từ hãng về thôi.
À, xin lỗi chị các bạn, từ nhà dân về thôi, chứ chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, các bác xem qua thì cũng có thể thấy rõ. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì mình lên của hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check, kiểm tra đảm bảo an tâm. Chiếc Ford Ranger Raptor biển xe con hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá 899 triệu. Giá còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.